thể cho các bạn một bộ đồ chơi mà mẹ mình tặng cho mình nhé. Đây là đồ chơi của mình và mình sẵn tiện đóng con búp bê này luôn nhé. Mình sẽ đặt con búp bê ở đây. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Mở ra được ta. Đây rồi. Ây da. Ây. Cái đồ này kẹt rồi. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên là chiếc túi lạnh nhé. Đây. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc túi lạnh này. Túi lạnh này gồm có hai cái cánh cửa của tủ lạnh nè, rồi có hai ngăn đây nhé. Đây là chiếc tủ lạnh của chúng ta, một ngăn biết không các bạn? Tèn 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 tèn, hai ngăn luôn, một ngăn trên nè, một ngăn trên để bỏ đá, rồi tiếp theo là một ngăn dưới để bỏ thức ăn đồ gì đó các bạn. Giờ mình phải đi mua thức ăn để bỏ vào tủ lạnh mới được. Chắc nước quá, mình phải đi lấy cái ly để uống nước mới được. Ui da, bỏ mất tiêu, ngồi sau này mà cũng không được. Đây là một ấm trà để rót nước. Mình tìm coi. Wow, yeah. Wow, một bộ này nè, đẹp quá à. Đủ thứ thiệt luôn. Tèn 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 tèn. Các bạn thấy sao? Để mình lấy từng cái ra nhé. Đây là đôi đũa. Mình sẽ xoay như vậy nè. Đây là hai đôi đũa, hai cái que giống như cái đũa để đó các bạn. Đây là có hai phần của đũa nha. Đũa nè, nó tục tặc tục tặc. Rồi đây là con dao. Đây là cái này để nghe. Các bạn có biết cái này là cái gì không? Còn đây là một cái thìa nè, đó, cái muỗng, đây là cái nĩa, còn đây là cái môi để xúc canh. Rồi mình sẽ cắt ra cho các bạn nhé. Đây là có một chiếc kéo màu hồng nè. Giờ xong, hai đôi đũa đã xong. Đây là các bạn nè. Khi chúng ta cầm đũa thì phải lấy hai ngón này để điều khiển đũa nha các bạn. Đây á là một cái thìa để xào thức ăn, ví dụ là xào mì tôm vậy đó. Rồi cái này cũng như cái này luôn. Để luôn trong màu hì. Xong, để chặt những hình lấy sau. Vặn nè. Vặn hình tròn lại ra nè. Vặn hình tròn tiếp nữa là ra thôi. Đó.
Umalashibu Bimak ting ting ting. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng con một nhé. Đây là con cá nè. Còn đây là bắp cải. Đây sao. Còn đây là con tôm. Đây là con cua. Đây là quả cà. Và đây là con mực. Mình sẽ mở ra nha. Wow, đẹp quá. Mình rất thích cái bộ đồ chơi. Đẹp quá. Các bạn có in bộ đồ chơi này không? Đây là quả trứng. Wow, trứng này đẹp đẹp quá. Wow, xinh quá. Đây là quả trứng. Ui dạ. Rồi tiếp theo là cua đùi gà. Ngon quá. Có ổ bánh mì nữa các bạn ơi. Nhiều thứ quá. Đây là cái nắp của chiếc bình nha trời. Bây giờ nó bể ra. Đây là cái ly. Bể. Ngon quá. Giờ cái này là cái chảo xào. Sao nào? Wow. Mình ăn bộ đồ chơi này nhé. Đâu nữa ta? Wow, có một củ bắp cải. Đẹp quá. Thành nhân nó rất to. Được rồi. Nè. Đẹp chưa? Đây là một chiếc ghế màu nhát xinh xắn dễ thương màu hồng và có vài chiếc nữa này. Mình cùng đếm nha. Đây là một chiếc, hai chiếc này, ba chiếc, bốn chiếc. À, ở đây chúng ta đã có bốn chiếc ghế màu hồng. Để mình đặt ở chỗ này thì bóp cái này lên nha các bạn.
Rồi có hai con, tiếp theo là con gà. Cứng cua nè, cua đẹp. Còn rất tốt. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đặt thức nhé. Mai nãy mình đã giới thiệu cho các bạn đấy rồi. Thì các bạn có thấy bộ đồ chơi của mẹ mình mới có cho mẹ có được chưa không? Hôm sau chúng ta sẽ bắt tay vào bếp nấu nấu những món ăn thật tuyệt vời cho búp bê nhé. Đây là cái màu hồng, cũng trà màu hồng luôn. Đừng quên chia sẻ với bạn bè nhé. Ăn chút cua. Mình có thể làm thật nhiều video.